Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Vận động viên Mỹ tiết lộ kinh hoàng về việc bị lạm dụng tình dục. Ali Zayman, người từng giành 6 tấm huy chương Olympic đã tiết lộ câu chuyện kinh hoàng về tổn thương tinh thần sau khi bị lạm dụng tình dục ở đội thể dục dụng cụ Mỹ. Ali Zayman là một trong những vận động viên thể dục dụng cụ tài năng của Mỹ. Cô đã tham dự hai kỳ Olympic 2012 và 2016 trong đó vận động viên này đã giành được ba tấm huy chương vàng hai huy chương bạc và một huy chương đồng vận động viên này cũng được biết đến là một trong những người tiên phong trong việc tố cáo bác sĩ larry natse vì lạm dụng tình dục với 265 phụ nữ trong đó phần lớn là những vận động viên trẻ của đội thể dục dụng cụ mỹ sau đó vị bác sĩ này đã bị kết án 175 năm tù tuy nhiên mặc dù thủ phạm đã nhận án phạt nặng nề nhưng những tổn thương về mặt tinh thần với nhiều vận động viên vẫn còn đó chia sẻ trong bộ phim tài liệu Janet Ali Zayman đã tiết lộ những tổn thương mà cô phải hứng chịu. Trong bộ phim này, vận động viên sinh năm 1994 đã chia sẻ với Tazana Berker, người sáng lập phong trào Meto. Trong một thời gian dài, tôi không thể nằm đứng dậy tắm bình thường dưới vòi hoa sen. Tôi chỉ có thể ngồi trên sàn nhà, tắm rửa và gội đầu. Tôi đã thực sự kiệt sức. Tôi từng là người năng động, tập luyện 7 giờ mỗi ngày và giờ đây phải ngồi một chỗ trong thời gian dài. Tới mức, chỉ cần đi bộ 10 phút cũng thở không ra hơi. Tôi từng cảm thấy xấu hổ sau khi đại diện cho đội tuyển Mỹ tham dự Olympic. Giờ đây, các bạn có biết tôi đã mừng rơi nước mắt vì có thể đứng dưới vòi hoa sen vào tắm một cách bình thường. Đó là những gì tôi trải qua sau vụ tấn công tình dục. Trong chương trình đặc biệt live tham, Ali đã tới thăm những vận động viên từng là nạn nhân của tấn công tình dục và chứng kiến hành trình phục hồi tinh thần của họ. Bản thân cô cũng đã chiến đấu với sự tổn thương về tinh thần trong thời gian dài. Tại thời điểm ghi hình, Ali từng ngã quỵ ra ghế sau khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Khi hay tin cựu huấn luyện viên đội thể dục dụng cụ Mỹ, John Zee, người cũng bị kết án lạm dụng tình dục với các vận động viên tự sát. Cô chia sẻ, sau nhiều năm nói ra về tội ác của bọn họ, tôi vẫn cảm thấy nôn nao và ghê tởm. Điều đó có thể ảnh hưởng tới tôi trong suốt phần đời còn lại. Tôi luôn cảm thấy bất ổn và các bác sĩ luôn động viên rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Trong khoảng khắc đó, tôi cảm thấy như mình là người duy nhất trên thế giới đấu tranh với điều này. Một nghiên cứu chỉ ra rằng những người từng bị ám ảnh bởi quấy rối, lạm dụng tình dục có chất lượng giấc ngủ kém hơn so với những người bình thường. Họ cũng thường bị mệt mỏi trầm cảm sau chuỗi ngày căng thẳng phải chịu được. Bởi lẽ đó, nhiều người đã tránh nói tới tên của bác sĩ Larry C hay huấn luyện viên John trước mặt cô bởi điều đó có thể gợi lại ký ức đau thương. Tôi cảm thấy mình đã đi được chặng đường dài. Cuối cùng, giờ đây, tôi cảm thấy mình có nhiều năng lượng hơn. Ali Zayman chia sẻ sau quá trình chiến thắng với sức ép khủng khiếp về mặt tâm lý. Gần đây, nhiều cổ động viên Mỹ như Simone Bile, là mà đã bắt đầu dám đối diện với sự thật và vạch trần những tội ác về lạm dụng tình dục ở đội thể dục dụng cụ nữ này hát long